hai người dắt lừa cái và lừa con, trái áo mình trên lưng lừa và nâng ngài cởi lên. Bấy giờ phần nhiều trong đám dân đông trải áo mình trên đường, kẻ khác chặt nhánh cây mà rải ra giữa đường. Đoàn nhân đi trước và theo sau đều kêu lên rằng: Hosanna, con vua David, đáng ngợi khen cho đấng nhân nhân Chúa mà đến. Hosanna ở trên nơi rất cao. Hosanna, con vua David, đáng khen ngợi cho đấng nhân nhân Chúa mà đến. Hosanna ở trên nơi rất cao. Và Chúa ơi, con nguyện để rồi buổi sáng, buổi chiều ngày hôm nay, sự thờ phượng của chúng con dâng lên Chúa, và Chúa ở đây, và Chúa nghe, và Chúa đi qua đi lại, Chúa quan phòng chúng con, và ngài vui nhận vì có chúng con dâng lời các tiếng hát thờ phượng này. Yêu mến Chúa nhiều hơn, đều chúng con
cứ được dầm thấm trong ân điển của Chúa. Chúng con cứ tiếp tục được Chúa ngài dạy dỗ chúng con, tỉa sữa chúng con, uống nắng chúng con. Vì thế ngày nào chúng con được tỉa sữa, ngày nào chúng con được uống nắng với tình yêu của ngài, thì chúng con vẫn còn có ân điển, chúng con vẫn còn ân phước trong cuộc đời chúng con. Chúa ơi, chúng con muốn hát bài hát này dùng lời chúng con nói lên với Chúa rằng chúng con yêu ngài trời, chúng con yêu ngài. Con đến các ân phước ngài đã ban, con đến giáo.
biết ơn Ngài để chúng con vẫn còn sống động trên đất, để chúng con vẫn còn hơi thở, để chúng con có thể mở mắt ra mỗi một ngày và chúng con có cơ hội để làm được nhiều việc trên đất. Cảm ơn Chúa vì buổi chiều tốt lành ngày hôm nay chúng con được đến nhà Chúa và chúng con được thờ phượng Ngài cùng với anh chị em, ông bà chị em của chúng con tại hội thánh. Và xin Chúa Ngài ở cùng, Ngài dinh giữ, Ngài yên ủi, Ngài nâng đỡ, Ngài khích lệ con cái của Ngài, để rồi ai nấy cũng nhận được sức mới của Chúa sau khi chúng con trở về. Và Chúa ơi,